Kính chào bà con, mời bà con cùng đến với lời giải đáp của các chuyên gia cho những vấn đề mà bà con đang còn vướng mắc trong đời sống và sản xuất. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp cho bà con những thắc mắc như sau. Nghị định 81-2009 NDCP của Chính phủ về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp gồm những nội dung nào? Nghị định 34-2010 NDCP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định ra sao? Chủ trương dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng theo quy hoạch nông thôn mới như thế nào? Và nhiều câu hỏi khác nữa cũng sẽ có câu trả lời chi tiết trong chương trình. Bà con quan tâm hãy cùng chú ý theo dõi. Khán giả Phạm Minh Phô ở Luật Nội, Đồng Giang, Lịch, Kiến Xương, Thái Bình có số điện thoại 0166 3 số cuối 325 có hỏi. Xã triển khai chương trình nông thôn mới, điều chỉnh chia ruộng cho nông dân, tiểu ban chỉ đạo chia ruộng, giao đất cho dân nhưng không làm bờ ngăn giữa các thửa. Xin hỏi xã làm như vậy là đúng hay sai? Vì từ trước tới giờ vẫn phải chừa ra phần đất đắp bờ mà không tính vào phần diện tích ruộng của dân. Thưa anh Phô, với câu hỏi này của anh thì chúng tôi đã chuyển tới chuyên gia văn phòng luật SVN và nhận được tư vấn cho anh như sau. Để thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng theo quy hoạch nông thôn mới, ở một số địa phương không làm bờ đất ngăn cách giữa ô thửa của từng hộ gia đình. Nếu phần diện tích đất nông nghiệp thuộc quyền sở hữu của mỗi người nông dân không bị điều chỉnh giảm đi, thì điều này vừa thuận lợi cho công tác sản xuất, vừa không ảnh hưởng đến quyền lợi của người nông dân. Trong trường hợp vẫn còn vướng mắc hoặc nhận thấy một số quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, thì anh có thể làm đơn đề nghị gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã để yêu cầu giải thích, làm rõ những nội dung có liên quan. Khán giả Hồ Văn Bảy ở tổ 3 ấp 1, xã Ý Tương, Tân Phú, Đồng Nai có số điện thoại 0166 3 số cuối 691 có hỏi. Các xe trọng tải 11 tấn nhưng chở đến 40-50 tấn qua đường bê tông xã làm hư hại đường. Người dân chúng tôi phải đóng tiền để tu bổ đường. Chúng tôi đã phản ánh vấn đề này lên chính quyền xã nhưng không thấy có phản hồi gì. Xin hỏi chúng tôi phải kiến nghị đến cơ quan nào để được giải quyết vấn đề này? Thưa anh Bảy, chúng tôi đã chuyển câu hỏi của anh tới các chuyên gia của phòng luật sư SVN ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và nhận được câu trả lời cho anh như sau. Hành vi chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế hoặc tổng trọng lượng của xe hoặc tải trọng chục xe bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe vượt quá tải trọng cho phép của đường là các hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ và quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 34-2010 NDCP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong trường hợp phát hiện các hành vi trên, người dân có thể gửi thông tin phản ánh đến Phòng Cảnh sát Giao thông hoặc Đội Thanh tra Giao thông để đề nghị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thì người dân cần tiếp tục kiến nghị và đề xuất với Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân huyện có biện pháp phù hợp để ngăn chặn các xe vượt quá tải trọng cho phép không được vào đường. Chị Nguyễn Thị Quế ở Quảng Nam có số điện thoại 0977 3 số cuối 891 đã gửi đến chương trình câu hỏi có nội dung như sau. Thôn tôi họp bàn việc xây dựng nhà mẫu giáo cho con em các gia đình trong thôn. Tại cuộc họp chỉ có 80% số hộ nhất trí với mức đóng góp và cách thực hiện. Xin hỏi với 80% số hộ trong xã nhất trí thì việc xây dựng nhà mẫu giáo có giá trị thi hành hay không? Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định về vấn đề này như thế nào? Vâng, về vấn đề này thì luật sư Hoàng Tuấn Anh, văn phòng luật Hoàng Kim đã tư vấn như sau. Điều 12 pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như sau. Thứ nhất, những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp khi đưa ra họp. Nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã tán thành thì có giá trị thi hành.
Thứ hai, nhân dân có trách nhiệm tham gia bàn và quyết định các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của pháp luật, chấp hành và thực hiện các quyết định đã có giá trị thi hành. Thứ ba, chính quyền cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục những cử tri, hộ gia đình chưa tán thành trong việc thực hiện những quyết định đã có giá trị thi hành. Như vậy là trong cuộc họp thôn đã có 80% ý kiến đồng tình với quyết định xây dựng nhà mẫu giáo, thì quyết định này hoàn toàn có giá trị thi hành. Khán giả Phạm Quang Đức ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai có số điện thoại 0974 3 số cuối 972 có hỏi: đường điện 500 kV chạy qua đất của nhà dân, phía dưới người dân vẫn đi sản xuất bình thường, hỏi có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không? Người dân phải giải tỏa đi đến chỗ khác thì có được bồi thường và được hỗ trợ những gì? Anh Đức thân mến, các luật sư của văn phòng luật sư SPN ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã cho biết. Theo nghiên cứu dịch tễ trên đối tượng là các gia đình sinh sống làm việc lâu dài ở dưới hay là bên cạnh đường dây cao áp có cường độ điện từ trường mạnh vượt quá mức cho phép. Các nghiên cứu đều đưa ra kết quả là chỉ số rủi ro cao hơn mức bình thường về rối loạn hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến di truyền. Khi tiếp xúc với trường điện từ có cường độ cao, chúng có thể gây ra những biến đổi hành vi và sinh lý như đau đầu, khó tiêu, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, cáu kỉnh, các bệnh u não, máu trắng, ung thư cũng xuất hiện. Để tránh những tác hại xấu do điện từ trường gây ra, người dân không nên sinh sống hoặc sản xuất trong khu vực hành lang an toàn lưới điện. Căn cứ Nghị định 81-2009-NDCP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 106-2005-NDCP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Trong trường hợp người dân phải giải tỏa di rời chỗ ở để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện điện áp 500 kV, thì sẽ được bồi thường và hỗ trợ như sau. 1. Về nhà ở công trình phục vụ sinh hoạt. Mức bồi thường hỗ trợ cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng không lớn hơn 70% giá trị phần nhà ở công trình phụ. Trường hợp nhà ở công trình phụ xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương. 2. Về đất. Mức bồi thường hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang. Trường hợp đất ở không đủ điều kiện bồi thường, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương. 3. Về chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở. Khi chủ sử dụng đất phải di chuyển nhà ở ra ngoài hành lang an toàn lưới điện và có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất khác bên ngoài hành lang đất ở mà phù hợp với quy hoạch, thì cơ quan quản lý đất đai tại địa phương làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 4. Hỗ trợ chi phí di chuyển. Nếu chủ sở hữu nhà ở tự tìm được đất ở mới và có nguyện vọng di chuyển khỏi hành lang an toàn lưới điện, thì tự thực hiện việc di chuyển và được hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh còn quy định cụ thể mức bồi thường đối với cây nếu phải chặt bỏ và không được trồng mới. Mức bồi thường đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này được thực hiện một lần đối với một cây và do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định, phù hợp với thực tế của địa phương. Khán giả Nguyễn Khắc Khương ở Lạc Nhuế, Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh có số điện thoại 0120 3 số cuối 168 có hỏi: gia đình tôi có mua 760m2 đất của chính quyền bán đất từ năm 1993. Tổng số lần mua là 3 lần, cụ thể như sau.
Lần thứ nhất là ngày 16 tháng 4 năm 1993, có mua 200m² do chị gái tôi đứng tên. Lần thứ hai là ngày 18 tháng 8 năm 93, mua tiếp 360m² do bố tôi đứng tên. Và đến ngày 20 tháng 12 năm 1994 thì mua nốt 200m² và do tôi đứng tên. Ngày 15 tháng 11 năm 2001, tôi làm thủ tục để xin cấp sổ đỏ, nhưng mãi đến năm 2007 mới được cấp sổ đỏ, nhưng lại chỉ có diện tích là 400m². Còn 360m² còn lại thì họ lại bán cho người khác chỉ sau đó khoảng 2 đến 3 ngày. Tôi có lên chính quyền hỏi thì họ trả lời là do tiền chưa đến quỹ. Tuy nhiên là giấy tờ mua bán đất thì bố tôi vẫn còn giữ và chứng minh là bố tôi đã nộp tiền, nhưng các cán bộ thời bấy giờ không vào sổ. Tôi có mang giấy tờ mua bán đó đi hỏi chính quyền và khiếu kiện thì họ đã giữ luôn giấy của tôi. Xin hỏi giờ tôi phải làm thế nào để lấy lại mảnh đất đó vì gia đình tôi đã mua và nộp tiền đầy đủ rồi, nhờ chương trình tư vấn giúp. Thưa anh Khương, chúng tôi đã chuyển câu hỏi của anh tới các luật sư của văn phòng luật sư SVN ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và nhận được câu trả lời cho anh như sau. Nếu anh có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc bố anh đã nộp tiền và được giao đất thì bố anh có đủ điều kiện để được công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, anh hoặc bố anh cần làm đơn khiếu nại Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã với hai hành vi. Thứ nhất là về hành vi bán giao đất hai lần trên cùng một mảnh đất, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của anh. Thứ hai là về hành vi giữ giấy tờ không hoàn trả lại cho anh. Theo luật khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày hoặc 45 ngày nếu vụ việc phức tạp kể từ ngày thụ lý. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà không giải quyết được hoặc nhận được quyết định giải quyết nhưng không đồng ý, thì gia đình anh có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện hoặc khởi kiện hành chính ra Tòa án Nhân dân huyện. Anh cần lưu ý, việc lấy lại giấy tờ rất quan trọng vì đó là bằng chứng có giá trị pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp của anh cũng như của gia đình anh. Khán giả Đỗ Thị Vân ở Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên, số điện thoại 0168 3 số cuối 872 có hỏi: Tôi có một con trai hơn 3 tuổi, cháu bị khuyết tật, tôi muốn gửi cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh thì có được không và thủ tục như thế nào? Thưa chị Vân, với câu hỏi của chị thì luật sư Hoàng Tuấn Anh, văn phòng luật Hoàng Kim đã tư vấn như sau. Theo quy định tại Điều 45 luật người khuyết tật thì người khuyết tật đặc biệt nặng, không có nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống mới được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Để được gửi cháu vào cơ sở bảo trợ xã hội thì chị Vân cần chuẩn bị một hồ sơ bao gồm các giấy tờ được quy định tại Điều 23, Nghị định 28-2012, NĐ-CP, cụ thể như sau. Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình người thân, người giám hộ người khuyết tật. Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Bản sao giấy xác nhận khuyết tật. Bản sao sổ hộ khẩu. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân. Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội. Quyết định tiếp nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý. Các văn bản giấy tờ có liên quan khác nếu có. Sau đó chị nộp hồ sơ đến cơ sở bảo trợ xã hội để được giải quyết. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ rất hữu ích và thiết thực với bà con trong đời sống và sản xuất. Cảm ơn bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!